Cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Đặng Việt Hà bị lừa đảo 2,3 tỷ đồng. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đưa vào diện theo dõi chỉ đạo đối với một vụ án. Vụ học sinh lớp 1-2 bị bắt tham gia cuộc thi viết bài luận 5.000 từ. Bộ Văn hóa giải thích. Sự cố sạt lở hầm Chí thạnh. Đường sắt truyền tải gần 2.700 khách. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ và lên kế hoạch để xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam. Trong vụ án có cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, Đặng Việt Hà đã chi đậm 100.000 đô la Mỹ để nghe thông tin từ cơ quan điều tra vụ việc. Tuy nhiên, sau khi nhận 100.000 đô la Mỹ từ cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Đặng Việt Hà, bị can Nguyễn Văn Trung đã không cung cấp thông tin như lời hứa hẹn và chiếm đoạt số tiền này. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ và lên kế hoạch để xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, sóc trăng. 253 bị can bị truy tố 11 tội danh khác nhau, trong đó có các tội như tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng thể hiện trong thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021 khi giữ chức vụ phó cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam và phụ trách quản lý hoạt động của phòng kiểm định xe cơ giới, ông Đặng Việt Hà được Trần Anh Quân, nguyên trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, chia số tiền nhận hối lộ từ các công ty thiết kế là 320 triệu đồng. Hàng tháng sau khi nhận tiền hối lộ từ các công ty, các đăng kiểm viên sẽ tính toán, kiểm đếm số lượng hồ sơ được phân công thẩm định nhân với số tiền đã quy ước trên hồ sơ rồi phân chia và trực tiếp đưa tiền cho quân và những người khác. Khi nhận tiền từ các đăng kiểm viên, quân trực tiếp đưa cho lãnh đạo cục, phần còn lại quân hưởng lợi. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 khi giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, ông Hà biết nhiều đăng kiểm viên tại phòng kiểm định xe cơ giới nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới. Do đó, ông Hà đã chỉ đạo yêu cầu Trần Anh Quân và phòng kiểm định xe cơ giới đặt lợi ích của ông ta lên trên hết. Quân đã triển khai chỉ đạo của Hà, thống nhất với các đăng kiểm viên về việc chia cho ông ta 400.000 đồng một hồ sơ thẩm định đạt và được Hà đồng ý. Phòng kiểm định xe cơ giới đã thẩm định và cấp 13.388 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, số tiền hối lộ Hà được quân chia là 5,35 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định ông Hà nhận hối lộ của các trung tâm đăng kiểm khối 5, phòng tàu sông và các tri cục đăng kiểm. Tổng số tiền đã nhận hối lộ là hơn 8,5 tỷ đồng. Khoảng tháng 12 năm 2022, do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm, bị can Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng tiền được chia từ hành vi nhận hối lộ của các đăng kiểm viên cho Trần Anh Quân. Khi biết lại Thái Phong, Phó tránh văn phòng Cục Đăng Kiểm Việt Nam có quen biết với Nguyễn Văn Trung là người có nhiều mối quan hệ với cơ quan công an, ông Hà đã nhắn với Phong để nhờ Trung tìm hiểu thông tin về vụ án. Ông Hà nói với Quân đổi 2,3 tỷ đồng trong số tiền 5 tỷ đồng thành 100.000 đô la Mỹ rồi đưa cho Phong để Phong đưa cho Trung. Khi biết Trung đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đặng Việt Hà đã gửi đơn tố cáo người này. Nguyễn Văn Trung thông qua lại Thái Phong đã nhận của Đặng Việt Hà số tiền 100.000 đô la Mỹ để tìm hiểu thông tin liên quan sai phạm của ông Hà và lo lót cho ông ta nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Nguyễn Văn Trung đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đã họp phiên thứ 7 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, trưởng ban chủ trì. Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo cho biết, trong quý 1 năm 2024, ban chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc. Trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo cho chủ trương đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của ban chỉ đạo đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đề nghị thời gian tới, ban chỉ đạo thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương của thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, các kết luận chỉ đạo của các đoàn kiểm tra trung ương, triển khai thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ chương trình công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan ra soát, theo dõi, đồn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo cũng tham mưu ban thường vụ thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sơ kết và tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập được ban hành theo quy định số 56 quy đề TVK ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với một vụ án, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo ba vụ việc. Ngày 22 tháng 5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, lý do là bà Châu đã có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng phê bình bà Nguyễn Thị Thành, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, liên quan khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Trước đó, ngày 10 tháng 5, ông Lê Tuấn Anh, bí thư huyện ủy Trảng Bom tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Ông Tuấn Anh nói, huyện Trảng Bom nhận được đơn xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện. Tuy nhiên, quyết định cho nghỉ việc hay không là thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo lãnh đạo huyện Trảng Bom, bà Vũ Thị Minh Châu xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Bà Vũ Thị Minh Châu sinh năm 1970, quê Nam Định, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom từ năm 2015 tới nay. Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Kết luận thanh tra nêu rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan sai phạm trong thực hiện dự án cũng được nêu rõ. Yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật. Theo nội dung kết luận thanh tra số 01/KL-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh cho công ty cổ phần đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án tại xã Đồi 61 với diện tích 18,22 ha. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cho dự án. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3928 quy UBND chấp thuận chủ trương cho công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt cho người dân tại xã đổi 61, huyện Trảng Bom. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Liên quan sai phạm tại dự án nói trên, công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo công ty LDG. Khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học ở tỉnh Quảng Bình phản ánh Họ bất ngờ khi nhận được thông báo của trường do giáo viên chủ nhiệm chuyển đến, yêu cầu các cháu tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc của tỉnh năm 2024 với những câu hỏi quá khó so với lứa tuổi của các em. Theo đó, cuộc thi này được Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình triển khai trên toàn tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện sau đó có văn bản gửi đến toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Theo thể lệ cuộc thi được trường phổ biến, học sinh tham gia phải trả lời đầy đủ hai câu hỏi đặt ra trong đề thi. Ở đề thứ nhất có hai câu hỏi. Câu đầu tiên, trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước? Câu thứ hai, em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt là với các bạn là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật. Ở đề số 2 cũng có hai câu, nhưng chỉ khác đề số 1 ở câu đầu tiên. Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà em đã đọc nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với tổ quốc. Hình thức bài thi, các học sinh được yêu cầu thực hiện một trong hai hình thức. Nếu dự thi bằng bài viết, bài viết tay hoặc đánh máy không quá 5.000 từ, tức là dưới 15 trang đánh máy. Nếu dự thi bằng video clip, clip dài tối thiểu 5 phút, tối đa 10 phút, thể lệ còn yêu cầu bài dự thi phải do cá nhân thí sinh thực hiện. Nhiều phụ huynh cho rằng việc yêu cầu học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1, lớp 2 tham gia cuộc thi là không phù hợp. Một phụ huynh nêu quan điểm, lớp 1, lớp 2 các em còn phải đánh vần mặt chữ thì làm sao trả lời được câu hỏi mang tính cảm nhận tác phẩm như trên. Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình giải thích rằng toàn bộ kế hoạch tổ chức cuộc thi và thể lệ đều do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo và gửi về cho tỉnh. Ông cũng xác nhận trong văn bản triển khai cuộc thi về các đơn vị giáo dục thì không có cụm từ nào thể hiện việc học sinh được tham gia tự nguyện hay không. Trao đổi về vấn đề này, bà Kiều Thúy Nga, vụ trưởng vụ thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đây là năm thứ 5 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Việc xây dựng các kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi là kế thừa của những năm trước và năm gần nhất là năm 2022. Trong các năm trước khi triển khai cuộc thi đến toàn bộ hệ thống giáo dục trên toàn quốc thì bộ không nhận được bất kỳ một ý kiến phản đối nào. Bộ chỉ có văn bản phát động hưởng ứng và hướng dẫn gửi đến các tỉnh thành để triển khai. Tôi cũng được biết là chưa có địa phương nào ép buộc các trường phải bắt học sinh tiểu học, nhất là học sinh lớp 1 và lớp 2 tham gia cả. Có thể nhà trường truyền đạt đến các phụ huynh chưa rõ ràng nên phụ huynh mới nghĩ là bắt buộc. Trả lời câu hỏi về việc trong văn bản hướng dẫn có ghi rõ học sinh lớp 1 và lớp 2 cấp tiểu học không nhất thiết phải tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2024 không. Bà Kiều Thúy Nga trả lời không. Bà Nga cũng giải thích rằng năm nay thể lệ cuộc thi ghi rõ đối tượng là nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở nên mới gây nên sự hiểu lầm. Tối ngày 21 tháng 5, một lãnh đạo thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cho biết, Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 150.000 đồng một người đối với nhóm 16 người thuộc câu lạc bộ yoga Ngân Châu, địa chỉ ở huyện Tiền Hải. Nhóm này có hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường để chụp ảnh với hoa bằng lăng, gây cản trở giao thông cơ quan chức năng xác định sáng sớm ngày 11 tháng 5, nhóm 16 người này tập yoga ngay giữa lòng đường tại khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Sương. Sau đó, nhóm này còn chụp ảnh quay video clip kỷ niệm với Hoa Bằng Lăng. Theo hình ảnh ghi lại, nhóm người này trải thảm để tập yoga, chụp ảnh, lấn chiếm gần như toàn bộ lòng đường mà các phương tiện đang lưu thông. Xác định nhóm này đến từ huyện Tiền Hải, Công an thị trấn Kiến Sương phối hợp với các lực lượng của Công an huyện Tiền Hải ra soát nắm bắt thông tin và mời nhóm người này lên trụ sở Công an thị trấn Kiến Sương làm việc, lập biên bản vụ việc. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương ra quyết định xử phạt một nhóm tập yoga khác cũng có hành vi nằm ngồi trên đường giao thông rồi chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng. Nhóm này gồm 17 người cùng nhau tạo các thế yoga vào ngày 17 tháng 5 tại khu ngáp ba đường Trần Hưng Đạo giao đường Nguyễn Công Thù thuộc tổ dân phố Tân Hưng thị trấn Kiến Dương. Sau khi vào cuộc làm rõ, chiều ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, mức phạt 150.000 đồng một người. Đối với 3 trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên, chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo về tội giết người và gây dối trật tự công cộng. Trong vụ án hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển sinh năm 2007 và Phạm Văn Tình sinh năm 2008, chú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bị truy sát dẫn đến tử vong khi đang trên đường đi làm thêm về. Trong 22 bị cáo, 11 người bị truy tố ra trước tòa nhân dân thành phố Hải Phòng để xét xử tội giết người, gồm Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 2006, Đỗ Anh Tú, sinh năm 2004, Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 2005, Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2006, Đỗ Khánh Hòa, sinh năm 2006, Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 2008, Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 2004. Lê Đình Cương, sinh năm 2002, Vũ Xuân Thắng, sinh năm 2005, cùng ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đỗ Việt Anh, sinh năm 2005, Nguyễn Văn Đức, sinh năm 2005, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Những người còn lại bị truy tố tội gây dối trật tự công cộng, gồm Phạm Huy Hoàng, sinh năm 2003, Tô Thành Đạt, sinh năm 2003, Trương Văn Minh, sinh năm 2005, Trương Văn Khánh, sinh năm 2002. Nguyễn Văn Khương, sinh năm 2006, Trần Anh Quốc, sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Hoàn, sinh năm 2005, Vũ Huy Tuấn, sinh năm 2006, Phạm Thế Thuận, sinh năm 2006, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, sinh năm 2006, Phạm Văn Hoàng, sinh năm 2002, cùng ở thị xã Kinh Môn. Hiện Phạm Huy Hoàng Tô Thành Đạt đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ phục hồi xử lý theo quy định. Căn cứ cáo trạng truy tố lời khai của các bị cáo và diễn biến phiên tòa. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên bị cáo Vũ Xuân Thắng 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù, Nguyễn Văn Đức 13 năm tù, Lê Đình Cương 19,5 năm tù. Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Việt Anh, mỗi bị cáo nhận mức án 12 năm tù. Nguyễn Tiến Hưng 7 năm tù, Đỗ Anh Tú 16 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 11 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 15 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên chín bị cáo hưởng án treo. Theo cáo trạng, từ khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023 đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023, trên các tuyến đường từ khu vực cầu Dinh, thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng đến khu đô thị Thành Công, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương. Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm thanh thiếu niên này chuẩn bị các hung khí như kiếm, giáo, đao tự chế và vỏ chai thủy tinh, điều khiển xe mô tô tập trung đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau đó, Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Phạm Thế Thuận, Vũ Huy Tuấn, Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Quốc, Trương Văn Khánh, Phạm Huy Hoàng đi về trước. Còn lại Lê Đình Cương chở Đỗ Việt Anh cầm một đao, Nguyễn Văn Đức cầm theo túi đựng vỏ chai thủy tinh, chở Vũ Xuân Thắng cầm tuyết sắt, Nguyễn Trung Hiếu chở Đỗ Khánh Hòa cầm tuyết sắt và Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú chở Nguyễn Văn Tuyên cầm giáo, Phạm Văn Hoàng chở Tô Thành Đạt tập trung ở chân cầu Dinh. Do nhầm tưởng Phạm Văn Tuyển đi xe mô tô chở Phạm Văn Tình là nhóm đã đánh nhau trước đó nên Việt Anh, Hòa, Tuyên cầm hung khí vụt nhưng không trúng. Cả nhóm đi xe mô tô cầm theo hung khí truy đuổi áp sát phía sau Tuyển Tình đến khu vực đường Liên Xã thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thì xe Tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường. Hai anh em Tuyển Tình thiệt mạng tại chỗ, xe mô tô biển kiểm soát 15 g 190203 bị hư hỏng hoàn toàn. Trưa 21 tháng 5, hơn 7 tiếng sau sự cố, anh Cường, 37 tuổi, tài xế trung chuyển khách của nhà xe Hạnh Cà Phê vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc lũ cát tràn xuống đường khiến mình suýt mất mạng. Đêm hôm xảy ra vụ việc, anh được giao lái ô tô 16 chỗ trực ở gần chợ Mũ Né để chở khách về văn phòng công ty, sau đó chuyển sang xe lớn chạy vào Sài Gòn. Khoảng 2 giờ, tài xế Cường nhận điện thoại công ty báo xe dừng nằm chở khách vừa xuất bến mũi né bị mắc lầy do cát tràn xuống trước nhà hàng Viễn Phương cách văn phòng công ty gần 2 km. Công ty yêu cầu anh tới đây để đón khách. Lúc vừa chạy qua nhà hàng làng trài mũi né trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cách điểm đón khách hơn 200 m anh thấy phía trước có nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua đường, song xe vẫn chạy qua được. Tuy nhiên khi ô tô đi qua chừng 100 m anh nghe tiếng động lớn như nước gãy ở phía trên đồi, lũ cát đổ xuống ao ạt tài xế đạp ga mạnh để xe vượt qua nhưng không kịp, bùn cát ngập lên cao rồi vui lấp khiến ô tô không thể nhích thêm. Thấy điều không lành, tài xế Cường nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe, anh tính đi bộ tìm cách thoát, xong khu vực ngập cát, anh phải di chuyển chậm từng chút một. Khi lội được một đoạn, thêm đợt lũ cát ở trên đồi tràn xuống, vui đến ngực và đẩy tài xế trôi xa hơn 20 mét. Anh cố gắng bám vào thanh rào sắt sát bên đường, gượng dậy, bò vào chỗ có bê tông và cố hết sức vượt qua khỏi vũng bùn. Anh Cường kể rằng lúc đó anh nghĩ cố gắng bám vào vật gì để thoát ra ngoài, chứ nằm ở đó, lũ cát vùi lên ngạt thở thì khó qua khỏi. Và cho biết một số người đi xe máy qua đây cũng bị bùn vùi lấp, bỏ chạy thoát kịp. Theo thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 tháng 5 đến dạng sáng 21 tháng 5. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né với lực chảy mạnh. Bà Diệp Thị Hạnh, chủ tiệm tạp hóa kề đường Nguyễn Đình Triều kể, gần 3 giờ, nước lũ tràn xuống trước nhà. Bà và người con gái bị tật nghe tiếng động, mở cửa ra thấy nước bao quanh nhà. Người phụ nữ chỉ biết bế nhanh con gái, đưa cha già gửi vào nhà người thân ở trong hẻm. Bà Hạnh cho biết mình ở đây từ xưa giờ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Ở sâu hơn bên trong con hẻm, ông Diệp Thanh Hùng, 52 tuổi, cho biết lũ cát vùi lấp hơn chục xe máy của gia đình và hàng xóm. Hiện, hai xe nằm sâu trong cát, chưa đào lên được. Theo ông Hùng, gia đình ông ở đây hơn 100 năm, qua nhiều thế hệ và chưa từng chứng kiến cảnh lũ cát đổ về dữ dội như vậy. Ông Hùng cho rằng có thể trên đồi xây quá nhiều công trình, nước không có chỗ thoát nên tràn xuống khu vực nhà dân. Ông Hùng kiến nghị chúng tôi mong chính quyền địa phương có giải pháp lâu dài để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngoài nhà dân, nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách ven đường kề biển Hàm Tiến Mũi Né cũng bị ảnh hưởng do trận lũ cát này. Thống kê ban đầu, một ô tô 16 chỗ và 4 xe máy bị cát vùi, hai nhà hàng bị cát tràn vào gây hư hỏng hệ thống máy phát điện, máy lạnh, một số nhà hàng phải hủy khách đặt tiệc do không kịp dọn dẹp để phục vụ. Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cùng với các phòng ban chức năng đã xuống hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục. Lực lượng được điều động gồm 10 xe tải, 5 xe xúc, 5 xe múc, 200 lao động tiến hành dọn dẹp. Hiện hai điểm bị cát tràn trên đường ở phường Hàm Tiến, mũi né với chiều dài gần 700m đã tạm thời thông xe. Lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp vệ sinh dọc lề đường thống kê để có hướng hỗ trợ cơ sở du lịch nhà dân bị ảnh hưởng. Do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh, tỉnh Phú Yên làm gián đoạn chạy tàu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã thực hiện phương án chuyển tải hành khách của 12 đoàn tàu bằng ô tô giữa hai ga La Hai và Tuy Hòa để hành khách tiếp tục đi tàu. Lãnh đạo VNR cho hay, số lượng hành khách cần chuyển tải của 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, ga Hà Nội từ ngày 20-21 tháng 5 là gần 2.700 người. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, các đơn vị đường sắt đã thực hiện chuyển tải những hành khách đầu tiên. Trong thời gian chờ đợi chuyển tải, ngành đường sắt sẽ phục vụ miễn phí nước uống và suất ăn cho hành khách. Bên cạnh đó, VNR bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE9 xuất phát tại ga Hà Nội ngày 22 tháng 5, bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE10 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 22 tháng 5. VNR yêu cầu các công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn thông báo cho khách biết việc gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh do sự cố sạt lở hầm Chí Thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp, tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu. Trước đó vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 21 tháng 5, trong quá trình thi công gia cố hầm Chí Thạnh, km 1.168 cộng 700 tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm cách cửa hầm phía bắc khoảng 160 m Sự cố khiến đất, đá, lấp kín bề ngang hầm, buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, và ga Trí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trước khi xảy ra sự cố, trong những ngày gần đây, trong phạm vi đường sắt giữa hai ga La Hai, Chí Thạnh, thường xuyên có mưa. Sau khi xảy ra sự cố, VNR đã chỉ đạo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 và công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh điều động nhân lực, thiết bị, hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết sự cố. Đến chiều tối cùng ngày, lãnh đạo VNR cho biết, tình hình sạt lở hầm Chí Thạnh vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa xác định được mức độ hậu quả của sự cố và vẫn phải phong tỏa đường sắt giữa hai ga La Hai, Chí Thạnh để khắc phục cứu chữa. Trưa ngày 21 tháng 5 tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội xuất hiện vầng sáng quanh mặt trời. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tranh thủ check-in cùng hiện tượng lạ. Chị Bảo Chi ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, chị đang bán hàng thì thấy mọi người chạy ra bên ngoài và cùng ngước lên bầu trời chụp ảnh. Nhìn lên chị thấy một quần sáng lớn nhiều màu sắc bao quanh mặt trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Chị Chi cho biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng kỳ ảo như vậy. Rất may tôi chứng kiến được khoảnh khắc này và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp. Đại diện Đài khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết, đây là hiện tượng quầng mặt trời. Hiện tượng quang học này xuất hiện rõ nhất lúc 11 giờ. Chuyên gia nói, cuồng mặt trời là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi có một lớp mây ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra cuồng mặt trời. Người dân tại một số khu vực ở Đồng Nai cũng được chiêm ngưỡng hiện tượng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Trước đó chiều ngày 12 tháng 5, đám mây hình cầu vòng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời phía tây thành phố Hồ Chí Minh. Đám mây duy trì trong vòng 1 giờ, sau đó tan biến khi mặt trời lặn. Chuyên gia khí tượng cho biết, đó là hiện tượng mây ngũ sắc trong khí tượng xếp vào loại hào quang. Hiện tượng này xảy ra lúc có sự nhiễu xạ khiến các hạt mây hoặc những tinh thể băng kích thước nhỏ cấu trúc riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Các tinh thể băng lớn hơn không tạo ra ngũ sắc nhưng có thể gây ra hào quang. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại